Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, bước qua năm 2018, đúng gần 43 năm người Việt tị nạn phải sống lưu vong tại nước ngoài để tránh quả cộng sản. 43 năm một thế hệ mới sinh ra và trưởng thành trong môi trường tự do. Người Việt tự do đã ổn định và con cháu của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ đã có người làm đến cấp tướng và rất nhiều sĩ quan ưu tú trong các quân binh chủng của chính phủ Hoa Kỳ và thành công về nhiều mặt, từ kinh tế, giáo dục đến chính trị, khi người Việt tị nạn quyết định tham gia vào chính trường và dòng chính bằng lá phiếu, bằng cách dấn thân ra ứng cử. Nhưng tất cả những sự thành công đó chỉ nằm ở mặt chiến thuật, trong khi một sự thành công mang tính chiến lược mà ít người để ý đến, đó là sự thành công trong việc bảo tồn và trao truyền lá cờ vàng từ thế hệ bị vong thân vì nạn cộng sản đến thế hệ sinh ra và lớn lên tại các quốc gia tạm dung. Thật sự ra trong vòng hơn 42 năm vừa qua, cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam, chúng ta đã mất hết tất cả. Mà có một điều chúng tôi rất hãnh diện, chúng tôi không mang đi được của cải, không mang đi được tài sản, nhưng mà chúng tôi mang đi một cái chính nghĩa, chúng tôi mang đi được một cái lý tưởng, đó là lá cờ vàng. Lá cờ vàng ba sọc đỏ trong 42 năm qua, hơn 42 năm qua, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó là nằm trong tâm khảm của những người Việt quốc gia và những người yêu nước. I was fortunate enough to be born in a country where I have freedom rights and I have a right to express my what I want and be able to attend college. I believe that every young adult in Vietnam should have the same right. We are having the right to protest our freedom and what we want, and as a young youth, since we are the future of America, we should be able to do the same. Dạ, con là Võ Minh Thành, cũng rất là tự hào khi mà cha của con cũng đã từng là một quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Con cũng rất là thâm phục, khẩu phục những cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã dũng cảm chiến đấu, đã trung thành với đất nước, chiến đấu vì độc lập, tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ cho người dân, chiến đấu để bảo vệ dân chủ cho người dân chứ không phải như cái quân đội cộng sản hiện nay. Còn cái lời nhắn gửi của con đối với bạn trẻ hiện nay là các bạn trẻ hãy thức tỉnh. Các bạn trẻ hãy xem lại lịch sử, xem lại sự thật, hãy thức tỉnh, hãy tìm hiểu lại sự thật để đòi lại cái công bằng, đòi lại dân chủ cho Việt Nam. Để dân tộc mình được dân chủ, phát triển, giàu mạnh thì Tàu Cộng sẽ không còn dám xâm lăng Việt Nam nữa. Theo như Trần Tuấn Huy thì thế hệ thứ hai như Trần Tuấn Huy thì chúng ta là những bậc cha mẹ, chúng ta cần phải làm những cái trách nhiệm, làm trách nhiệm là nối tiếp công việc của cha anh bằng cách là giáo dục, hướng dẫn cho thế hệ thứ ba, thứ tư hay những thế hệ sau biết về nguồn gốc, cội nguồn của Việt Nam Cộng Hòa, tức là của nước Nam Việt, cho con cháu biết rõ ràng. Thưa quý vị, lá cờ vàng là biểu tượng cho khát vọng tự do và độc lập của quốc dân Việt Nam, khởi đi từ cuộc kháng đế của phong trào Cần Vương của cụ Phan Đình Phùng. Và khát vọng đó đã được trao truyền hơn 100 năm qua các thế hệ Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, qua hai đời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, và đến nay vẫn còn tiếp tục đứng vững và phát triển tại hải ngoại. Đứng trước những phong ba bão táp của các thế lực ngoại lai tìm cách nhấn chìm lá cờ vàng, nhưng các thế hệ cha anh tại hải ngoại vẫn âm thầm xả thân bảo vệ và vinh danh lá cờ vàng linh thiêng. Và hiện nay, nhiều tiểu bang và thành phố tại Hoa Kỳ đã công nhận và vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của người Việt tự do. Và đó là một thành công mang tính chiến lược mà người Việt tị nạn tại hải ngoại đã đạt được trong gần 43 năm qua. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.